Kính thưa quý vị, chuẩn tướng Lương Xuân Việt được đề cử thăng cấp thiếu tướng, đây là tin từ Washington DC. Chuẩn tướng Lương Xuân Việt đã vừa được lục quân Hoa Kỳ đề cử để thăng cấp thiếu tướng theo trang mạng của Quốc hội vào hôm thứ hai. Quốc hội và tòa Bạch Ốc đều nhận được danh sách đề cử gồm có 32 vị chuẩn tướng lục quân Hoa Kỳ được thăng cấp thiếu tướng trong năm nay. Chuẩn tướng Lương Xuân Việt hiện nay đang đảm nhận chức vụ tham mưu trưởng tại Bộ Tư lệnh Lục quân Trung tâm có trách nhiệm giám sát và hoạt động trong khu vực rộng lớn trải dài từ Trung Á đến Bắc Phi với diện tích khoảng 11.8 triệu km vuông, bao gồm 20 quốc gia với dân số 540 triệu người thuộc 49 sắc tộc, 60 ngôn ngữ và 27 tôn giáo. Nếu như được chuẩn thuận thì ông Lương Xuân Việt sẽ là người Mỹ gốc Việt đầu tiên trở thành thiếu tướng luật quân Hoa Kỳ. Được biết rằng hiện nay quân đội Hoa Kỳ có hai vị tướng gốc Việt khác, đó là chuẩn tướng Flora Châu Lập Châu Lập Thể thuộc lực lượng vệ binh quốc gia và chuẩn tướng William H. Shilley, đệ tam thuộc thủ quân lục chiến. Theo blogger quân đội Trần Anh, thì số lượng sĩ quan Hoa Kỳ có việc mang quân hàm đại tá hiện nay lên tới khoảng 60 người. Họ đang giữ những vai trò chỉ huy tại các quân chủng hải lục không quân, thủy quân lục chiến và đoàn y tế công cộng USPHS dự đoán sau khi được chính thức thăng cấp thiếu tướng thì ông lương xuân việt có thể làm đảm nhận trai vai trò tư lệnh của một sư đoàn bộ binh vì ông có rất nhiều kinh nghiệm và từng thành công trong vai trò chỉ huy tại các đơn vị tác chiến tại chiến trường vùng trung đông